Đây là cái trang móng nó trở lại và cái bình này bình không các bạn. Hello, chào các bạn. Hôm nay tôi chế chiếc xe, lấy chai nhựa chế xe một mũ chạy các bạn. Em mày em mày. Chế chiếc xe một mũ, lấy cái chai mũ mình chế làm chiếc xe để mình chạy. Mời các bạn xem. Đây là cái chai nước mắm ha các bạn. Mấy bình bình phong các bạn. Đây là cái trúc các bạn. Trúc nè. Chiếc đũa này, kìm với cưa, với dao, chiếc khung các bạn, có khung nè, với kẽm nè bạn, với cái mà có cái miếng này nữa nè, miếng nhôm, kẽ cắt, đinh, không hết, búa, cái bước ra, và giờ xem tôi làm nha các bạn, bạn này được.
tôi chế chiếc xe các bạn. Chế chiếc xe quạt nó chạy luôn các bạn. Rồi giờ tôi chọn dùng cái dép các bạn. Nhớ vô cái thư tiêu lóc nha các bạn. Rồi giờ xin chào các bạn nha. Bye.